trời nắng đổ lửa đổ củi, trời đất ơi không có một hạt mưa. Ai trồng rau trồng cỏ ở đâu con đi gánh mướn. Con rầu quá à. Cả chục ngày nay á không ai thuê con làm thuê làm mướn gì hết. Con đi đại vậy thôi chứ về nhà cũng về không à. Cua với ốc á không còn để bắt nữa. Ủa bộ cô với chú Quý cũng bỏ đi luôn hả? Thì phải đi thôi bay ơi. Đi qua bên làng bên á, coi có kiếm công chuyện gì làm được không. Chứ ở đây là 5-10 bữa nữa là chết đói hết cả đám à. Thì dì cũng thử đi coi làm sao. Rồi dì dẫn thêm mấy đứa nhỏ đi luôn. Đi đi con, đi tránh mấy cái ngày hạn hán này đi. Rồi cái về không. Chứ còn nhà cửa con có gì đâu trong quê, trong quốc mà có gì đâu mà sợ mất. Mở lại coi chừng. Vậy thôi, để lát nữa con về con hỏi ý chồng con coi làm sao. Chứ bữa giờ coi bộ con thấy anh cũng buồn rầu quá. Thì cái hoàn cảnh như vậy mà ai không buồn rầu. Thôi bây giờ coi liệu tính với chồng mày đi. Đi cho nó sớm sớm nghe. Dạ. Rồi chú với bà đi à. Dạ. Mời chàng ăn. Chàng sao vậy? Cả tuần này nhà mình không còn hột gạo nào hết. Lúc nào cũng phải ăn rau củ như vậy. Chàng bị đuối sức hả? Chắc tôi phải đi nơi khác kiếm sống quá. Chứ nơi này làm cả ngày trời quần quật như vậy mà không đông nổi một chén gạo thì làm sao mà sống. Công việc thì khó khăn, hạn hán thì kéo dài, không biết chừng nào mới chấm dứt. Đã có người chết vì đói rồi đó. Chúng ta phải tìm cách khác thôi. Ngày nào em cũng đi kiếm việc làm mà không ai chịu thuê chịu mướn gì hết. Mà nếu như chàng muốn đi xa thì em sẽ nguyện đi theo chàng. Hai vợ chồng mình cùng đi nha. Bây giờ tôi còn chưa biết muốn đi đâu đây. Thì làm sao cho nàng đi theo được. Nàng cứ ở nhà đi. Dù gì á thì đây cũng là nhà của mình. Mọi thứ sẽ dễ dàng hơn. Nàng đừng có đi theo thôi. Sẽ rất là cực khổ, sẽ rất là khó khăn nàng biết không. 2 năm vừa qua hai vợ chồng mình lúc nào cũng ở bên nhau, không rời nửa bước. Em năn nỉ chàng, chàng cho em đi theo với chàng đi nha. Thật lòng ta không muốn thấy nàng khổ. Vì chuyến đi này á, có thể ta sẽ mất mạng nàng biết không. Nếu như có chuyện đó xảy ra em sẽ không cho chàng đi đâu hết. Chàng phải ở nhà với em, chàng không được đi đâu hết. Thì ta chỉ nói như vậy thôi à. Mà biết đâu chừng á là ta sẽ đi làm, rồi ta sẽ đem những đồng tiền thật tốt về để mà nuôi nàng thì sao. Dù cho có sung sướng hay là cực khổ, em vẫn nguyện đi theo chàng. Hai vợ chồng mình sống chết có nhau. Đường đi kiếm ăn lần này á rất là gian nan khó khăn, cho nên nàng đi theo ta không có tiện đâu. Xa nàng lòng ta cũng đau lắm chứ. Nàng hãy chờ ta đi, nhất định ta sẽ trở về mà. Nếu như chàng đã quyết như vậy thì em sẽ không cản nữa. Em sẽ chờ chàng về. Hai vợ chồng mình sớm hợp. Nàng hãy chờ ta 3 năm đi. Nếu như 3 năm nàng không thấy ta trở về thì nàng hãy xem như là ta đã chết nơi đất khách quê người. Nàng hãy lấy chồng khác đi và sống cuộc sống hạnh phúc nha. Chàng nói cái gì vậy? Sao chàng lại nói như vậy chứ? Chàng không tin em sao? Thôi được rồi, cả hai vợ chồng mình cùng đi. Hai vợ chồng mình cùng đi. Không
Em không để cho chàng đi một mình đâu. Không phải, không phải là ta không tin nàng. Tình cảm của ta dành cho nàng, nàng biết mà. Nhưng chuyến đi này á, lành ít dữ nhiều. Cho dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, nàng phải sống hạnh phúc nha. Ta lo cho nàng, cho nên ta nói hờ như vậy thôi. Nhưng mà nhất định, nhất định ta sẽ trở về mà. Nhất định mà, nhất định ta sẽ trở về. Nàng chờ ta nha. Nàng ơi, tại sao là nàng lại ngồi ăn khoai một mình tối nhiều vậy? Chắc là ông ở làng khác tới phải không? Ở làng này ai mà không biết. Để được mấy củ khoai như vậy á, tôi phải đi gánh nước mướn á, từ sáng tới giờ mới được đó. Tao biết chứ, hạn hán á, đói kém khắp nơi mà. Mà tao nói cho nàng biết nha, ai đói á, chứ nhà ta á không có đói đâu đó. Ê, ông làm chuyện gì vậy? Ê, kìa, cứ bình tĩnh đi, hãy ngoan ngoãn nghe lời ta nha. Nhà ta nha, có lúa nè, có thóc nè, có gạo nè. Nào mua cái gì ta cũng chịu. Ông nhào vô đi. Trời ơi, nhìn nàng kìa, nàng yếu đuối như cọng bún vậy đó. Mày đặt làm hung là hổ, thôi chiều ta đi nghe sớm với nàng đi. Buông ra. Ở kia, buông nàng ra. Buông nàng bớt người ta. Ban ngày ban mặt ức hiếp một người phụ nữ yếu đuối như vậy hả? Người ở đâu à? Người có biết ta là ai không? Người muốn gì? Ta... coi như này người may mắn đó. Ta đi. Không sao đâu, hắn ta đi rồi. Nàng đừng sợ. Đây, cô nàng đây. Dạ, cảm ơn ông. Nàng có sao không? Tôi không sao hết. Cảm ơn ông nha. Khoan đã. Sao ta nhìn nàng gầy gò xanh xao quá vậy? Có phải nàng đã bị bệnh không? Tôi không sao hết. Thôi tôi đi nha. Kìa nàng, nàng ở đâu? Nàng đang làm gì? Dạ, nhà tôi ở đầu làng á. Tôi hay đi gánh nước thuê cho nhà của ông Phú Lộc. Ông Phú Lộc à? Hắn ta là một người giàu có, nhưng đầy khắc nghiệt. Từ mỗi mùa hạn hán, hắn ta đổi hết gia nhân ở trong nhà ra, đỡ tốn cơm gạo. Có lẽ hắn ta thuê nàng làm việc cực nhọc cả ngày và trả lương cho nàng bằng như đây khoai thôi, đúng không? Dạ, bao nhiêu đây khoai á là đủ để tôi sống qua ngày rồi. Tôi không dám đòi hỏi gì hơn đâu. May mắn là không bị đói. Thôi, tôi đi nha, cảm ơn ông nhiều. Khoan đã nàng. Dạ. Thú thật là ta đang tìm người chăm sóc cho vợ ta đang bệnh nặng. Không ấy, nàng đến nhà ta làm việc đi. Ta sẽ trả công cho nàng, cơm ăn, áo mặc đầy đủ. Nàng không cần phải làm việc cực nhọc ở nhà ông Phú Lộc nữa, được không? Ông nói thiệt hả? Từ ngày trở thành người giúp việc cho nhà Phạm Lan, thị Loan không còn phải lo cái ăn cái mặc như trước nữa. Nàng làm việc siêng năng, chăm chỉ lại ân cần chu đáo, nên Phạm Lan hết mực yêu quý nàng.
Còn Thị Loan thì vẫn ngày đêm mong chờ chồng trở về. Nhưng cây bưởi trước nhà đã 3 lần trổ qua mà chồng nàng vẫn biệt tâm không một tin tức. Chuyện ta đã nhờ bà, kết quả như thế nào rồi? Dạ, tôi đã nói to, nói nhỏ với cô ấy. Nhưng mà cô ấy nói là không thể kết nối duyên với ông chủ được. Nàng ấy còn ngần ngại gì mà không đồng ý chứ. Dù gì thì vợ ta qua đời cũng lâu rồi. Chồng nàng ấy cũng đã bỏ đi biệt tích 3 năm nay mà không thể tin tức gì. Này, ta muốn bước thêm một bước nữa. Nên đã nhờ bà đến ngỏ lời với nàng cùng ta. Dẫu sao thì suốt thời gian nàng ở đây, ít nhiều gì nàng cũng hiểu tấm chân tình của ta dành cho nàng. Cô ấy là kẻ ăn người ở, nếu gá nghĩa cùng ông á thì sẽ bị tiễn đời thị phi. Nhưng cô ấy có nỗi niềm riêng, không bày tỏ được. Còn nỗi niềm gì nữa? Đành rằng Trọng Cao đã đi ra làm ăn 3 năm hơn mà không có tin tức gì hết. Nhưng mà cô ấy vẫn tin là chồng mình còn sống. Nếu còn sống thì phải có tin tức chứ. Đi 3 năm có phải là 3 tháng đâu. Biệt tâm không tin tức gì, để cho nàng héo hon chờ đợi. Một là anh ta đã chết. Hai là anh ta đã lập gia đình ở một nơi nào đó xa xôi. Đằng nào thì cả hai cũng không thể nào tái hợp lại được. Tôi cũng có phân giải điều đó cho cô ta hiểu. Nhưng sao? Cô ấy nhờ tôi nói lại với ông á, là chồng cô ấy đi làm ăn xa 3 năm mà hơn 3 năm không có tin tức gì hết. Bây giờ cô ấy tin là ông ấy đã chết rồi. Cô ấy nhờ tôi nói với ông là cho cô ấy để tang chồng trong 3 năm cho trọn đạo. Rồi sau 3 năm đó, nếu phải còn duyên á, thì ông đến hỏi cưới cô ấy thì cô ấy sẽ bằng lòng làm vợ ông. Ta biết, tính của nàng tuy dịu dàng nhưng rất cương quyết. Nếu như nàng đã nói như vậy rồi, ta đành chấp nhận. Thôi thì tùy theo số phận. Ba năm nữa lại trôi qua, không một nét chữ, không một lời đồn đại về người chồng xấu số. Hằng ngày, vào những buổi chiều tà, thì Loan khóc cạn nước mắt vì thương nhớ chồng. Trong khi đó, Phạm Lan vẫn chờ đợi, vẫn hết mực yêu thương lo lắng cho nàng bằng cả chân tình. Cao. Dạ con nè chú. Trọng Cao hả con? Dạ. Trời ơi, con đi đâu mà biệt biệt mấy năm trời vậy hả con? Hả? Con mới quay về nhà cũ. Chủ mới người ta nói rõ cho con biết, chỉ con tới đây. Con á, thì con đi biệt biệt không có tin tức gì. Cô ấy thì chờ con tới mỏi mòn luôn. Rồi cô ấy lại để tang con 3 năm trời nữa. Vì cứ tưởng là con đã chết không à. Mới vừa lấy ông chủ cách nay mấy tháng thôi con à. Nhưng mà con về sớm một chút nữa thì đâu có xảy ra cái cảnh tang đàn xẻ nghe như vậy đâu con.
Chắc tại do ông trời chú à. 6 năm là thời gian quá dài để chờ đợi đúng không chú? Thôi, con xin phép chú con đi. Bây giờ nè, con định đi đâu? Con cũng không biết đi đâu nữa. Con vừa mới quay về á, thì nhà đã đổi chủ. Bây giờ vợ cũng là vợ của người ta. Con vừa mừng cho nàng, mà vừa tủi cho bản thân mình. Bây giờ con không biết đi đâu hết, chỉ biết là phải đi thôi. Thôi xin phép chú. Nè, nghe chú đi. Chú nghĩ là con nên gặp nàng để hai người bày tỏ những cái khúc mắc. Trời ơi, thời gian dài rồi vừa qua là bao nhiêu quẩn khúc mà con. Lúc đầu con cũng nghĩ như chú, thì con mới qua đây. Nhưng mà thấy cảnh nàng hạnh phúc như vậy, con nghĩ là thà để cho nàng nghĩ con chết đi, như vậy sẽ hay hơn chú à. Thôi, chú ở lại bình an nha, con xin phép. Thôi bây giờ vậy, con thì ở đây không có gia đình thân thích ai hết á, mà trời thì cũng sắp xế chiều rồi. Chú thì ở đơn thân độc mã có một mình à, con cứ về nhà chú con ở vài ba bữa đi, rồi con muốn đi đâu rồi chú cũng không cản. Đi, nghe chú đi, đi. Anh ấy đã trở về rồi hả chú ấy? Đúng, nó đang ở nhà chú. Con phải đi gặp anh ấy. Con phải gặp anh ấy. Trọng Cao. Đã trở về rồi sao? Trọng Cao. Tại sao đến bây giờ chẳng muốn quay về? Từ lúc từ biệt nàng đi, tôi gặp biết bao nhiêu là khó khăn, nhưng tất cả đều không gục ngã được tôi. Tôi không sợ bất cứ gì cả. Phía trước tôi chỉ biết làm sao kiếm thật nhiều tiền, nhưng rồi tôi cũng vất vưởng bao nhiêu năm. Sau đó tôi may mắn gặp được một ông chủ tốt bụng, và tôi đã làm cực lực 3 năm trời. Sau đó có một số tiền, tôi vui mừng lắm. Tôi quay về, nào ngờ trên đường về tôi bị bọn Lục Lâm thảo khấu, cướp hết tiền bạc, tôi còn đánh đập tôi dã man nữa. Chàng gặp bao nhiêu chuyện bất hạnh như vậy mà em không hề hay biết. Nhưng mà tại sao, tại sao lúc đó chàng không quay về với em? Sau lần bị tra khảo đó, tôi giữ lấy tính mạng, nhưng mà còn trí nhớ thì không. Tôi không còn nhớ tôi là ai, tôi không biết phải làm gì hết. Giờ tôi phải tiếp tục sống vất vưởng cho tới thời điểm gần đây. Cũng may mắn tôi gặp được một thầy thuốc chữa chạy cho tôi khỏi bệnh. Tôi lập tức chạy về đây tìm nàng. Nhưng chàng có biết là hơn 3 năm trời tiếp mòn mỏi trong chờ chàng, tiếp hờn tuổi oan ức vẫn chờ chàng quay trở về, với vẫn không một bóng hình, không một tin tức. Em cứ đinh ninh là chàng đã mất. Em đã để tang chàng 3 năm để trọn đạo, nhưng mà tại sao chàng lại không quay về? Tại sao chàng không quay về với em? Mà tới bây giờ chàng mới quay về? Còn cái gì nữa?
Tại sao chàng tàn nhẫn với em vậy? Tại sao chàng tàn nhẫn với em vậy Trọng Cao? Này thôi đi. Lỗi là ở tại ta. Lỗi tại ta, chứ không phải là lỗi ở nàng. Nàng có biết, nàng càng nói, nàng càng khiến ta càng đau lòng phải không? Nhưng mà ta về đây, ta nhìn thấy nàng được người ta thương yêu, được người ta chăm sóc, sống một cuộc sống rất là sung túc. Như vậy thôi, như vậy thôi cũng đủ ta mãn nguyện rồi, nàng biết không? Nàng biết không? Ông Trọng Cao, em vẫn yêu chàng. Em... Thôi nàng về đi. Kẻo Phạm Lan nghi ngờ rồi mọi chuyện. Thôi nàng về đi. Trọng Cao. Em mong chàng tha lỗi cho em. Còn quay lại đây làm gì nữa hả? Tôi muốn nói chuyện với anh. Anh nói đi, tôi nghe đây. Tôi biết anh rất yêu thương nàng, nhưng anh đã bỏ nàng đi biệt tâm như vậy để khiến cho nàng phải héo hon chờ đợi anh. Và vì nàng đã nghĩ anh mất rồi nên nàng đã gá nghĩa với tôi. Và cuộc sống của chúng tôi đã lo cho nàng một cuộc sống êm ấm và hạnh phúc. Tuy là mới cưới nhau, nhưng tôi tin nàng sẽ thật sự hạnh phúc với tôi. Chính vì vậy, tôi xin anh hãy đi đi. Đừng can dự gì tới cuộc đời của nàng nữa, bởi vì nàng đã khổ quá nhiều rồi. Tôi không muốn nàng phải rây rứt khi nhìn thấy anh. Tôi trở về đây chỉ mong được thấy vợ mình được hạnh phúc. Và bây giờ tôi thật sự là mãn nguyện rồi. Anh yên tâm, tôi sẽ đi ngay đó. Trời ơi! Tại sao ông đối xử với con như vậy? Con đã làm gì nên tình nên tội? Tất cả là lỗi do con. Con đã bỏ mặt nè khi khó khăn nhất. Bây giờ nàng có cuộc sống sung túc, giàu có,
có một người chồng hết mực yêu thương. Đúng ra con phải chúc phúc cho nàng mới đúng. Nhưng sao con cảm giác đau quá. Mực nàng chắc con chết mất. Hình như chồng của Thủy Lan nè. Đúng rồi, chắc ổng đi làm xa trở về đó. Nhà cửa bây giờ không còn, bà cũng đi lấy chồng khác rồi, cho nên ổng thất chí đó. Thôi để tôi về tôi báo bà nha. Thôi thôi, trời ơi, bây giờ bà có chồng khác rồi, đâu còn dính líu gì tới ổng nữa đâu. Gia đình người ta đang hạnh phúc ấm êm, tự nhiên mình tới mình nhắc chồng cũ, bà còn khó xử chứ được cái gì. Thôi đi ông ơi, thôi mình đi về. Vậy thôi về. Ông trời ơi, ông chủ ơi, ông chủ ơi, ông chủ ơi, ông chủ. Có chuyện gì vậy chú? Chú Quý, có chuyện gì vậy chú? Dạ, không có chuyện gì hết á. Bà Đàn à, Đàn hãy ở nhà, ta và chú Quý ra ngoài có việc. Dạ. Đi chú. Bà. Chuyện gì vậy anh? Ông trọng cao đó bà. Trọng cao sao? Ông treo cổ tự tử đó bà. Nàng à, nàng đừng có rây rứt nữa được không? Tất cả là lỗi do ta. Nếu như ta không hối thúc nàng về làm vợ ta thì mọi chuyện đâu có trớ trêu như vậy. Không, nàng đừng nói như vậy. Chàng rất là tốt với em. Chàng đã bảo bọc em lúc em đói. Chàng tôn trọng yêu thương em. Chắc là cả kiếp này không ai tốt với em hơn chàng cả. Lỗi là lỗi do em. Tại em đã chờ chồng em hơn 6 năm rồi. Thì tại sao em không chờ thêm chút nữa chứ? Lỗi tại em. Nàng ơi, mọi chuyện đã qua rồi. Ta xin nàng đừng có nhắc lại nữa thêm đau lòng. Anh ấy chết là do em. Anh ấy đã gặp bao nhiêu nạn, ra đi biển biệt, vậy mà em không hề hay biết gì hết. Em đã không giữ được trọn vẹn câu thủy chung, làm cho anh ấy quẫn trí, rồi tìm đến cái chết. Không đâu nàng ơi. Lỗi do em. Không phải lỗi do em đâu. Lỗi do em. Nàng biết không, mỗi người có một số phận. Ta mong nàng đừng có buồn nữa. Nàng có biết là ta nhìn nàng như vậy, ta đau lòng lắm không? Em mệt quá. Em cảm thấy mệt ở trong người quá. Em muốn nằm nghỉ một lát. Chàng ra ngoài kia ngủ nha. Nàng nhớ uống thuốc rồi, đi ngủ nha. Để ta lấy thuốc cho nàng uống nha. Không sao đâu, chàng cứ để thuốc ở đó đi, lát nữa em sẽ uống sau. Chàng cứ nghỉ đi nha. Thôi được rồi, ta sẽ ra ngoài, nhưng nàng nhớ uống thuốc nha. Dạ.
Bà ơi bà, bà ơi. Bà ơi bà, bà ơi. Ông ơi ông. Ông ơi, bà có sao rồi nè ông ơi? Có chuyện gì vậy? Bà. Nàng ơi, nàng có sao không? Nàng ơi. Nàng ơi. Nàng ơi nàng. Nàng tỉnh lại đi. Nàng à. Nàng. Nàng ơi. Nàng tỉnh lại đi mà. Đừng có bỏ ta mà nàng. Nàng à. Nàng. Đừng có bỏ ta đi mà. Sau cái chết của vợ, Phạm Lan đem toàn bộ tư dinh điền sản phân phát cho mọi người. Chàng như kẻ mất hồn, đi lang thang hết làng này đến làng nọ. Cứ cắm đầu đi mãi miết, rồi ngã quỵ và chết vì kiệt sức và tinh thần hoảng loạn. Ba kẻ cười nghe hỏi, các người có liên hệ gì với nhau? Tại sao xuống đây gần như cùng một lúc như vậy? Hãy mau khai thật để cho ta bỏ tức. Còn hai người, tình cảm của hai người với người đàn bà như thế nào? Dạ bẩm Diêm Vương, con rất thương yêu vợ con, cho nên khi trí nhớ con được hồi phục, con vội vàng chạy về tìm nàng. Nhưng do xa cách quá lâu, lại không có tung tích, vợ con tưởng là con đã mất, nên đã sánh viên cùng với kẻ khác. Vì quá thương nàng, con quyết định tìm tới cái chết, mong được luôn luôn nào ở bên nàng. Còn tên Phạm Lan kia với người đàn bà này là như thế nào? Dạ bẩm Diêm Vương, con có tình cảm sâu đậm với Thủy Loan. Mặc dù chúng con chính thức cưới nhau hơn 3 tháng, nhưng khi nàng chết đi thì con không còn thiết tha gì sống trên cõi đời này nữa. Thủy Loan kia, hai người đàn ông này đối với người thật sâu đậm, còn tình cảm của người như thế nào? Dạ bẩm Diêm Vương, tất cả là lỗi do con, do cái tình của con đối với chồng cô vẫn còn, nhưng con cũng không thể nào quên được ân tình của Phạm Lan đối với con lúc con gặp khốn khó. Ta cảm kích tình cảm của các người thật sâu nặng. Vậy Diêm Vương nghe qua rất cảm động. Những người như thế này cũng thật là hiếm có, cần phải cho bộ ba ấy sống gần nhau mãi mãi. Nên Diêm Vương cho ba người hóa thành 3 ông đầu rau, để họ khỏi lìa nhau và để ngọn lửa luôn luôn đốt nóng tình yêu của họ. Đồng thời còn phong cho họ chức táo quân trong nôm từng bếp một, nghĩa là từng gia đình một trên trần thế. Sao? Thấy cái giống chàng chưa vậy? Hay là
mấy bước trước giống hơn. Tiểu thư hỏi em hỏi ai? Vẽ người không biết mặt, sao biết giống hay không giống trời? Thì bởi vậy tao mới nói em á, là đi dò la giùm tay đi. Cứ dài dạ không à, mà không có thấy làm gì hết. Tiểu thư nghĩ đi, đâu có dễ. Phu nhân thì cứ chằn chằn, cách một canh giờ lại hỏi tiểu thư đang làm cái gì vậy. Bây giờ bắt em đi, lỡ bà hỏi đi đâu thì sao? Mà cái ông đánh lưới này cũng kỳ nữa, thời khắc không ổn định gì hết trơn. Vài bữa lại xuất hiện, vài bữa lại mất tích, biết đường đâu mà tìm. Khu vực hoạt động cũng hết sức là mất trật tự. Thôi mà, cứ kiên trì đi, thế nào cũng có ngày gặp được mà. Người ta nói tiếng sáo biểu hiện con người mà. Tiếng sáo mà hay như vậy, chắc chắn phải là người rất là khôi ngô tuấn tú. Tiểu thư, em hỏi thiệt nha. Em hỏi đi. Nếu như mà tiếng sáo hay mà mặt mũi lại xấu quá, không có đẹp đẽ, thì tiểu thư còn mê nữa không? Em nói cái kỳ cục vậy. Với lại ta đã nhìn thấy chàng xa xa rồi còn gì nữa. Dáng của chàng như vậy hả, in trên nền trời đẹp như là tranh á. Ta chỉ sợ tài hèn sức mọn không tả hết được vẻ đẹp của chàng thôi. Trời ơi, tiểu thư của tôi nặng quá rồi. Vẽ chừng nào mới ra cái mặt trời? Liên, chàng tới rồi kìa. Liên. Dạ. Em coi giùm ta coi, có phải là chàng không? Thấy chưa? Rồi, chàng đẹp hơn bức tranh này nhiều lắm. Sao tiếng sáo hay quá à? Liên, em hỏi giùm ta coi, hỏi liền đi. Tiểu thư ơi, tiếng sáo hay, nhưng mà lỡ con người của chàng không đẹp thì sao? Sao không đẹp được? Em thấy rồi đó, em cũng nghe rồi đó, làm sao mà không đẹp được? Nghe thì nghe, nhưng mà thấy được cái lưng không mà, có biết được gì đâu. Thôi bây giờ em cho là đẹp luôn đi. Mà tính tình chàng sao? Hai người có hợp nhau hay không? Bây giờ em cho là hợp luôn đi. Tiểu thư đừng có nói tiểu thư lấy ông đánh lưới đó nha. Ta không quan tâm, không biết đâu. Ta chỉ biết á là chàng thổi sáo hay thôi. Chắc chắn là tâm hồn chàng cũng đẹp như vậy đó. Giống như là lãng tử ngao du tự tại, biết không? Trời ơi, nhức đầu quá. Tiểu thư tôi nặng quá rồi. Từ tiếng sáo mà suy ra tâm hồn luôn mới ghê. Lỡ ổng thổi đi đuổi cá rồi sao? Nói nhiều lắm luôn rồi đó, em đi đi. Nói nhiều quá, đi mau. Mệt ghê á. Đuổi cá sao được mà đuổi cá không biết nữa. Thank you.
con, có cá không? Dạ có mẹ, mẹ đỡ sốt chưa? Bà đó chắc xiết hết cá rồi phải không? Bữa trước mẹ có ứng ít đồng để mua thuốc. Dạ, bà có lấy, nhưng có chừa cho mình mớ cá. Mẹ, mẹ cứ nghỉ đi, để con ra sắc thuốc, rồi nấu cho mẹ miếng cháo. Mẹ cũng đỡ rồi, để đó mẹ nấu cho. Con đi tắm đi để cảm lạnh đó. Thôi, ba cái việc lặt vặt này con làm được mà. Mẹ cứ nghỉ ngơi đi. Con trai của tôi giỏi giang như vậy mà không có đứa con gái nào thấy hết. Giỏi mà xấu quá, ai mà thèm mẹ ơi. Xấu đẹp để làm cái gì? Mà con trai của mẹ cũng đâu có xấu lắm đâu. Con cũng có tài mà. Con không nghe người ta nói á, là trai tài gái sắc, chứ đâu có ai nói là trai sắc gái tài. Ba cái việc lặt vặt này ai làm mà không được mẹ. Tài cán gì đó không biết à. Con thấy mẹ khen con trai mẹ quá rồi đó. Ở vùng này á, ai đánh cá hay bằng con? Con còn thổi sáo giỏi nữa chứ. Mấy cái tài vặt đó có gì đâu mà đáng kể mẹ. Hôm nay con lại quăng lưới ở mạng đó nữa sao? Ủa, sao mày biết vậy? Cá to cỡ này chỉ có khúc sông ở gần nhà thừa tướng mới có được. Mà mẹ đã dặn con tránh xa khúc sông đó rồi mà. Nhưng mà cũng cả tuần trăng rồi con mới quay lại mà. Mùa này cá thượng nguồn cũng ít rồi, không sao đâu mẹ. Không sao cái gì. Mẹ đã dặn con bao nhiêu lần rồi. Mình là dân đen, đừng có nên tới gần nhà của bậc quan quyền. Lỡ có xảy ra chuyện gì lại rước họa vào thân. Dạ con nhớ rồi mà. Mẹ cứ yên tâm đi. À, ngày mai con phải đi sâu xuống mạng dưới. Chắc cũng hơi lâu nha mẹ. Mẹ nhà mình được không? Thôi mẹ cứ vô trong nghỉ đi. Để con nấu xong rồi con kêu mẹ dậy ăn nha. Thôi mẹ đi nghỉ đi mà. Thank you.
Tiểu thư, tiểu thư xuống ăn chút gì đi, phải ăn thì mới khỏe được chứ. Ta không muốn ăn gì hết á. À Liên, em hỏi thăm giùm ta chưa đó, sao 10 ngày nay không thấy bóng dáng chàng đâu hết vậy? Em thử hỏi coi chàng đi đâu rồi. Người ta đánh cá thì phải tìm chỗ nào có cá mà đánh chứ, lạng quạng ở sông nhà mình hoài, lính nó bắt nó đánh đòn thì sao? Người ta phải đi kiếm ăn, chứ ai đâu mà rảnh rỗi mơ mộng hoài như tiểu thư. Chẳng lẽ không còn cách nào đi được ngay tiếng sao của chàng nữa sao? Em có một cách. Cách nào? Hay là tiểu thư mua cá nhiều nhiều đi, thả khúc sông nhà mình nè, thì chàng quay lại liền. Thiệt hả? Nhưng mà phụ thân của tiểu thư bắt chàng bỏ ngục là em không chịu trách nhiệm à? Người nói gì mà cũng nói nữa. Tiểu thư ơi, tỉnh lại đi, thực tế một chút đi. Thường đâu không thấy, chưa gì thấy tông teo tiều tụy rồi nè. À, có cách nè. Bây giờ ngươi xuống nói với mẹ ta là ta bị bệnh rồi, không muốn ăn gì nữa hết á, chỉ muốn ăn cháo cá thôi à. Xong rồi ngươi lấy cơ hội đó chạy ra chợ cá hỏi thăm giùm ta coi. Trời ơi tiểu thư, tiểu thư tỉnh lại đi, thực tế đi mà tiểu thư. Giờ ngươi có đi hỏi không? Ta không ăn nữa chết cho ngươi coi á. Tiểu thư, đi đi. Mệt tiểu thư quá à. Nhớ họ đó nghe. Nhớ rồi. Hả? Cho con hỏi, ông có biết nhà chàng trai đánh cá trên sông vừa đẹp người mà thổi sáo cũng hay nữa? Vừa đẹp người mà thổi sáo lại hay. À, cậu đó là Trương Chi. À, vậy ông có biết nhà chàng ta ở đâu không? Con đi hết đoạn đường này tới bờ hồ, gần bên bờ hồ có ngôi nhà tranh, đó là nhà của Trương Chi, nhưng mà đường đi hơi xa nghe con. À, dạ con cảm ơn ông. Ừ, hướng này nè con. Cho hỏi có ai ở nhà không ạ? Cho hỏi có ai ở nhà không? Cô hỏi ai? Dạ, cho con hỏi, đây có phải nhà chàng Trương đánh cá trên sông, người hay thổi sáo mà tiếng sáo làm mê đắm lòng người không ạ? Rốt cuộc cũng đã có người nhận ra tài năng của con trai mình. Đúng rồi, mời cô vào. Mời cô ngồi. Mời cô uống nước. Cô nương là ai mà sao dung nhan xinh đẹp quá? Cô quen biết với Trương Chi nhà tôi ra sao mà đi hỏi nó? Thật sự là ta xinh đẹp sao? Bà này cũng thật là khéo ăn khéo nói. Dạ, có người nghe tiếng sáo đem lòng cảm mến, sai con tới tìm chàng làm quen. Kiểu này là thích con trai ta mà không dám nói ra, nói là người khác đây mà. Ta phải nói vô cho nó mới được. Chuyến này nhất định phải cưới cô này cho nó. Vậy thì còn gì bằng. Trương Chi nó đi đánh bắt cá ở mạng dưới, vài bữa nữa nó mới về. Vậy tiểu thư chưa lần nào nói chuyện với nó sao? À, dạ chưa nói chuyện, dạ cũng chưa thấy mặt luôn ạ. Thì ra vậy. Chi nó là đứa tài năng lắm. Nếu ông cử cha nó chẳng may lâm bệnh qua đời, gia cảnh sa sút, thì nó đã được học hành đỗ đạt, không chừng đã được làm quan lớn rồi cũng nên. Vậy mà nó có hiếu lắm, nó chẳng bao giờ than vãn một lời, chỉ suốt ngày phụng dưỡng mẹ già ốm đau. Cô nào lấy được nó là phước ba đời đó cô à.
Ba mẫu nói vậy thì con biết vậy. Con sẽ về nói lại với người sai con đi. Dạ, xin phép ba mẫu con về. Xin phép ba mẫu. Có vẻ chịu rồi. Ta phải ra sức để phen này con ta cưới được vợ mới được. Người nói sao? Cha của chàng là ông Cử. Nếu như chàng không sa sút á thì chàng đã thi đậu làm quan rồi. Thấy chưa, ta nói đâu có sai. Chàng á là xuất thân cao quý, lẽ ra đã danh phận rõ ràng rồi. Nhưng mà cái đó chỉ là lời của mẹ chàng ta nói thôi, làm sao mà tin liền được. Ta tin. Rồi sao nữa, nói tiếp đi. Nói chung là bả đưa con bả lên tới tận mây xanh, nào là có hiếu, rồi sống nghèo mà không hề than vãn một lời, chỉ biết phụng dưỡng mẹ già đau yếu. Chàng quả là tuyệt vời. Còn gì nữa không? Hết rồi. Hết rồi hay là tại ngươi không nghe nữa đó? Thì em nghe bả khen quá nên kiếu từ về lẹ. Biết nhà rồi ở lại chi? Chán em quá đi à. Lẽ ra phải đứng lại đó nghe cho hết chứ. Nhưng mà thôi, bấy nhiêu đó thôi cũng đủ thấy linh tính của ta không sai rồi. Chàng đúng là người tình trong mộng của ta. À, em mau tìm cách quay lại đó đi. Chi nữa tiểu thư? Thì giao bức tranh của ta cho chàng. Ta nghĩ chàng sẽ hiểu lòng ta. Em bảo chàng hãy chuẩn bị lễ vật tới dạm ngõ, đừng có lo lắng gì về phụ mẫu, đã có ta hậu thuẫn cho chàng. Tiểu thư. Tiểu thư còn chưa biết mặt người ta mà. Bao nhiêu phẩm chất cao quý đó, em nghe em thấy chưa đủ sao? Ta tin rằng chàng đẹp từ trong ra ngoài. Đi đi. Tiểu thư. Đi giùm ta đi mà, đi mau lên. Dạ. Hơi đâu mẹ nghe người ta nói, chắc người ta thấy con trai mẹ xấu trai quá nên người ta bày chuyện chọc cho vui đó mà. Không đâu, cô đó ăn mặc tươm tất lắm, ra dáng vẻ con nhà giàu lắm. Vậy thì càng không phải rồi, tại vì con có bao giờ gặp gỡ ai đâu, thì làm sao có cô gái nào mà thầm thương chậm nhớ con được. Với lại á, con trai của mẹ xấu ma chê quỷ hờ như vậy ai mà thèm. Con đừng có nghĩ bậy, con có tài như vậy nè, tiếng sáo là dìu dặt như vậy, nhiều cô phải lòng con thì làm sao con biết được. Đó là tại người ta chưa thấy mặt con đó mẹ. Thấy mặt con thì đã sao? Mẹ đã nói với người ta là con rất hiếu thảo và tài năng. Mẹ ơi. Rồi người ta nói sao mẹ? Cô đó nói là sẽ về báo lại với chủ nhân, nhưng mà mẹ nghĩ là chịu rồi đó. Con chuẩn bị đi gặp người ta đi. Không có được lắc đầu đó nghe chưa. Mẹ thèm cháo dữ lắm rồi đó. Thôi, mẹ đừng có suy nghĩ dẫn dơ nữa. Bây giờ con phải ra ngoài đào ít khoai lang để mang theo nè, chứ sắp tới là con đi hơi lâu đó. Thôi con đi nha mẹ. Ừ, con đi đi. Nhưng mà nhớ chuẩn bị tinh thần để đi hỏi vợ đó. Dạ biết rồi. Sao con khổ quá vậy trời. Mẫu ơi. Ủa, tiểu thư. Dạ. Tiếc quá, Trương Chi con tôi mới đi công chuyện một chút, nếu như tiểu thư đến sớm một khắc á thì sẽ gặp nó liền. Ba mẫu, đừng gọi con là tiểu thư nữa. Tiểu thư của con sai con đến đây đưa bức họa này cho công tử. Bức họa? Nhưng mà tiểu thư của cô nương là ai? Tiểu thư là con gái của quan thượng thư bộ lễ, tên gọi là Mỹ Nương. Hả? Con gái của quan thượng thư bộ lễ sao? Dạ, bức họa này là chính tay tiểu thư vẽ. Tiểu thư con mê tiếng sáo của Trương công tử, cũng như đã điều nghiên về thân thế và đức độ của chàng,
nên đã quyết định sai con đến đây báo với Trương công tử chọn ngày lành tháng tốt để đem lễ vật qua nhà. Và cũng xin đừng lo, nếu phụ mẫu bên đó chối từ thì mọi sự tiểu thư của con sẽ lo liệu. Đem lễ vật qua nhà sao? Dạ, mọi chuyện con đã nói rõ, xin đừng để tiểu thư của con đợi lâu. Xin phép ba mẫu. Trương Chi, con nghe hết rồi đó. Con thấy chưa, người ta thương thầm trộm nhớ con đến nỗi quả con đẹp quá nè, thấy chưa? Nhưng mà gương mặt trong hình này đâu phải là con đâu mẹ, nàng tưởng tượng quá rồi đó. Mẹ thấy cũng giống quá đó thôi. Thuyền của con nè, dáng của con nè, rồi mặt mũi lên hình thì cũng phải khác một chút chứ, đâu có y khu như vậy được con. Nhưng mà người ta gọi con là Trương công tử đó, mẹ nghe không? Đến khi người ta gặp dáng dấp con như vậy, rồi mặt mũi con như vậy, cô nghĩ người ta sẽ... Cô hầu không gọi ý trung nhân của tiểu thư là công tử thì gọi bằng gì? Con đừng có câu nệ quá như vậy. Nhưng mà người ta là con gái của quan thượng thư đó mẹ. Con gái của quan thượng thư thì sao? Con không nghe mọi chuyện đã có nàng hậu thuẫn sao? Con không tới á, người ta đổ bệnh tương tư thì tội lắm. Con gái khuê cát mà đã phải cọc đi tìm trâu á là đã tội lắm rồi. Con không đáp lại á thì ê mặt đau lòng lắm. Không đâu mẹ, thôi có chuyện này mình tạm thời đừng có nói nữa. Con phải đi đây. Trương Chi, nè, của con đó, con cầm lấy đi mà suy nghĩ. Con thử nghĩ coi, con còn có cơ hội nào tốt hơn như vậy nữa không? Con đâu có làm cái gì đâu, tự con gái người ta mê thích con. Con tính phụ bạc tấm chân tình này đến nhường nào nữa. Mình có giỏi quá không ta? Lỡ như chàng xấu thiệt rồi sao? Chắc không phải đâu. Ồ, mà ta quên mất nữa, không biết chàng có chịu đưa mối tới dạm hỏi không? Chàng có biết ta là ai đâu. Nếu chàng mà không đưa mối tới, ta làm sao mà sống nổi đây? Đã hơn một tuần trăng rồi mà không thấy gì hết hả? Chàng có đồng ý hay không á thì cũng nên cho ta biết một tiếng chứ. Tại sao trên đời này lại có người vô tình đến như vậy? Chắc người ta thấy không được hay là sao đó. Nhân duyên mà tiểu thư, đâu phải chuyện đơn giản đâu. Ta nhớ tiếng sau của chàng quá.
con gái của quan thượng thư thì sao? Con không nghe mọi chuyện đã có nàng hậu thuẫn sao? Con không tới, người ta đổ bệnh tương tư thì tội lắm. Con gái quê cát mà đã phải cọc đi tìm trâu á, là đã tội lắm rồi. Con không đáp lại á thì ê mặt đau lòng lắm. Con thử nghĩ coi, con còn có cơ hội nào tốt hơn như vậy nữa không? Con đâu có làm cái gì đâu, tự con gái người ta mê thích con. Con tính phụ bạc tấm chân tình này đến nhường nào nữa? Làm yêu tiếng sáo của ta, chứ đâu phải yêu con người của ta đâu. Nếu ta gặp nàng, ta sẽ làm nàng thất vọng. Nhưng một tấm hình như vậy, nếu không có hồi âm thì nàng sẽ thấy bẻ bàng. Ít nhất ta phải có một lời từ giả. Không ăn đâu. Đã 2 tuần trăng rồi mà chàng không tới đưa mối vậy. Có khi nào chàng chưa về tới, hay là mẹ chàng quên nói với chàng rồi? Hôm đó ba mẫu nói chàng đi vài ngày rồi về, chắc chắn là biết lâu rồi. Nếu như chưa tới có nghĩa là không tới. Tiểu thư à, tiểu thư đừng có đợi nữa. Tại sao lại không tới? Có phải chàng không thích ta không? Chỉ vì ta là con gái của thượng thư, hay là chàng đã có người con gái khác rồi? Dạ, thì cái nào cũng có thể. Người ít ra chàng cũng phải cho ta biết ý của chàng là gì chứ. Như thế này ta còn muốn sống nữa? Tiểu thư à, ta muốn chết đi rồi. Tiểu thư, tiếng sáo đúng không? Tiểu thư ơi, nhưng sao chàng lại thổi bài ca ly biệt này? Hay là đây là lời từ biệt giữa chàng và tiểu thư? Không phải, không phải đâu, em đừng nói bậy. Trường Chi, chàng ơi, chàng đừng đi mà. Trường Chi, tiểu thư ơi, hãy bình tĩnh đi. Tiểu thư, Phu nhân ơi. Thưa hoàng ngự y, mị nương con tôi bị sao ạ? Ở đây không tiện, mời phu nhân ra ngoài. Dạ, mời. Dạ. Mời hoàng ngự y ngồi. Dạ, chẳng hay con gái tôi bị bệnh gì vậy? Dạ, bệnh này hiếm gặp lắm phu nhân. Hiếm gặp? Ý của quan ngự y là con gái tôi bị sao? Có chữa trị được hay không? Biết bao nhiêu lương y nổi tiếng nhất đất Kinh Kỳ này đều chịu thua hết rồi. Ngài là hy vọng cuối cùng của gia đình tôi đó. Cái này gọi là tâm bệnh. Nếu không tìm được đúng nguyên nhân thì thuốc tiên cũng cứu không được. Người cứ hao dần rồi đi thôi. Trời ơi, xin quan ngự y cứu giùm con gái của tôi. Chẳng hay tiểu thư có thầm thương trộm nhớ ai mà không tiện tỏ bày, hay có tình riêng mà bị ngăn cấm? Mị nương suốt ngày trong nhà thêu thùa vẽ tranh, học nữ công gia chánh, nó đâu có quen biết ai mà yêu với thương. Vậy phu nhân có biết chắc chuyện của tiểu thư không? Trong nhà này ai là người gần gũi tiểu thư nhất?
Ta từ biệt nàng. Không biết nàng có hiểu lòng ta không? Ta phần hẹn sức mọn, dùng mạo xấu xí, làm sao sánh được cùng nàng? Sợ nàng không hiểu, là nói ta chê trách, khinh khi nàng. Ta làm như vậy có đúng không? Sao lòng ta nặng trĩu như này? Biết tới chừng nào ta mới gặp được một tâm tình lớn lao đẹp đẽ như vậy? Có phải ta đã đánh mất một tâm hồn tri kỷ? Cái gì? Ngươi nói là mị nương con ta thương thầm nhớ trọng thằng đánh dặm mà? Dạ không phải đánh dặm, mà là chài lưới trên sông á. Dạ chàng ta quả là có một tiếng sáo làm mê hoặc lòng người đó phu nhân. Ngươi nói tiếng sáo? À, có phải là cái đứa thi thoảng những làm ồn trên khúc sông của nhà ta đó không? Mà tụi nó chưa bao giờ gặp nhau, sao có thể mê mệt như vậy được? Dạ cái đó gọi là sức mạnh của tình yêu đó phu nhân. Tình với chả yêu không ra làm sao hết. Mà sao ngươi không khuyên can nó? Dạ có, còn nói muốn hết nước hết cái luôn, mà tiểu thư đâu có nghe đâu. Tiểu thư còn bắt con đến tận nhà chàng ta, biểu chàng ta đưa mối đến nhà mình, mọi sự có tiểu thư lo liệu hết, mà chàng ta không có tới, nên mới xảy ra nông nổi như vậy. Cái gì? Kêu người đem mối tới? Dạ. Con ta bị mất trí rồi sao? Nhưng mà phu nhân ơi, con nghĩ cứ để như vậy hoài e là sẽ nguy cho tiểu thư lắm. Chi bằng phu nhân cho người mời chàng ta đến đây đi, cho tiểu thư gặp mặt một lần. Cái gì? Gặp mặt hả? Ngươi cũng bị điên rồi hả? Dạ không phải, con nghĩ bây giờ cứu người là trên hết, phải để cho tiểu thư bình phục lại đã. Với lại con nghĩ cái bệnh tương tư này thì bài thuốc trị tốt nhất là thực tế đó phu nhân. Cứ để cho tiểu thư gặp mặt người mà tiểu thư đã tô vẽ đi, biết đâu tiểu thư sẽ tự dở mộng thì sao? Còn nếu sau khi gặp nhau mà nó càng mê muội hơn thì sao? Dạ không sao đâu, phu nhân thủ đoạn khôn lường, lo gì mà không có cách chia rẽ hai người. Mẹ, có chuyện gì vậy mẹ? Bình phủ thừa tướng cho lính mời con qua phủ. Dạ, kính chào phu nhân. Người chính là cái tên dân chài tên Trương Chi đó hả? Dạ. Dạ thưa phu nhân, hôm nay phu nhân sai người gọi tôi tới đây có gì sai bảo không ạ? Có thật ngươi là cái tên vừa chài cá vừa thổi sáo lại rong ruổi ngoài sông đó không? Dạ bẩm, chính là tiện dân. Vậy chắc là ngươi có nghe cái chuyện con gái của ta nghe tiếng sáo của ngươi thổi rồi sinh ra tương tư dương vấn chứ? Dạ bẩm phu nhân, tôi nghĩ đó chỉ là ảo tưởng thoáng qua thôi, cho nên bấy lâu nay cũng không dám qua làm phiền quý phủ. Ngươi nghĩ như vậy là đúng lắm, nhưng mà bây giờ con gái của ta nó đang đổ bệnh, phiền ngươi thổi một khúc nhạc quen thuộc cho nó nghe để nó tỉnh lại, rồi ta sẽ ban thưởng hậu hỷ cho. Dạ bẩm phu nhân, nếu như làm như vậy mà tiểu thư hết bệnh thì tôi sẵn lòng mà. Được, vậy ngươi ra ngoài đợi ta một lát. Dạ. Trời ơi, tưởng sao gương mặt thẹo rất là dị dạng. Tiểu thư mà nhìn thấy chắc chắn sẽ chết giấc cho coi. Cho nó chừa cái thói mơ mộng hão huyền đi. Ngươi phải cẩn ngôn đó. Nàng chị ta mà tiều tụy thân xác tới mức này sao? Ta làm nàng đau khổ mất rồi. Thank you.
phải là chàng đó không? Trương Chiến, ta ngày đêm mong ước được gặp chàng. Trương Chiến, Trương Chiến, Trương Chiến, chàng quay lại nhìn ta đi. Lâu nay ta mơ ước đã được gặp chàng không? Hãy lại đây với ta đi Trương Chi. Trương Chi ơi, Trương Chi ở chàng đâu rồi? Trương Chi, Trương Chi. Mỹ Liên, con thấy sao rồi? Mẹ, con nằm mơ thấy Trương Chi. Con nằm mơ nghe tiếng sáo của chàng. Mẹ, tiếng sáo gần đây lắm đúng không mẹ? Con nghe tiếng sáo gần đây lắm. Dạ phải, bởi vì người thổi sáo đang ở gần đây. Tiểu thư tỉnh rồi, may quá. Chàng ở gần đây hả? Ừ. Chàng đâu mẹ? Chàng đâu? Chàng đâu? Trương Chi, tên sao này đúng là của Trương Chi rồi. Trương Chi là chàng có phải không? Trương Chi, chàng có biết bao lâu nay ta mong ước được gặp chàng hay không? Trương Chi, chàng có thể nào quay lại cho ta nhìn thấy mặt chàng không? Trương Chi, làm ơn đi mà, ta xin chàng đó, chàng quay lại cho ta nhìn thấy chàng đi. Trương Chi, Trương Chi. Chàng không giống như vậy. Mẹ, đây không phải là Trương Chi. Hắn thật không phải là Trương Chi. Mẹ đuổi hắn đi đi. Đi đi. Người đi ra ngoài đi. Đi ra ngoài đi. Người không phải là Trương Chi. Đi ra ngoài. Đi mau. Mẹ. Mỹ Nương, Mỹ Nương. Tại sao? Tại sao ông trời lại bất công với tôi như vậy? Tại sao lại cho tôi khuôn mặt xấu xí như vậy? Hả? Tại sao? Tại sao lại như vậy? Đẹp không? Ta không muốn nghe tiếng sáo này nữa đâu. Ta nhức đầu lắm.
không biết sức khỏe của nàng đã đỡ chưa. Nàng có nghe gì không? Tiếng sáo của ta có xoa dịu cho nàng chút nào không? Cô Liên, cô cho tôi hỏi một chút được không cô? Có chuyện gì? Sao anh lại ở đây? Không nghe phu nhân của tôi nói anh không được bén mảng lại gần nhà này hay sao? Tôi chỉ lo là sức khỏe của tiểu thư chưa có khỏe hẳn. Chẳng hay tiểu thư có nghe tiếng sáo mấy hôm nay? Tiểu thư của tôi bệnh thì nhà này thiếu gì thuốc quý. Anh đừng lảng vảng lại đây và cũng đừng thổi sáo nữa. Dạo này tiểu thư của tôi hay nhức đầu lắm, nghe tiếng sáo của anh lại nặng thêm. Thôi anh đi về đi, không thôi tiểu thư của tôi thấy anh lại chết giấc bây giờ. Nè cô Liên à, cô không, ta không tin nàng là loại người đó. Nàng hết lòng hướng đến ta, ta biết mà. Con à, cũng tại mẹ tham, chứ nhân duyên đó quả là vượt quá khả năng nhà ta. Mẹ làm sao mà làm mẹ chồng của tiểu thư thừa tướng được. Con như vậy thì làm sao mà làm rể của nhà quan quyền. Cái chuyện mê thích tiếng sáo chỉ là chuyện ngẫu hứng nhất thời của những người nhà giàu, ăn không ngồi rồi thôi con à. Không phải gì đâu mẹ à. Nàng đẹp, tâm hồn nàng rất đẹp, nên mới hòa quyện được với tiếng sáo của con như vậy. Tội nghiệp con thôi. Thôi, trời cũng đã khuya rồi, mẹ vô nghỉ ngơi trước đi. Con muốn ngồi lại đây một chút, rồi con sẽ vô sau mà. Thank you.
Mị nương, Mị nương, nàng có nghe thấy không? Ta gửi đến nàng tiếng lòng của ta đó. Mị nương, Mị nương à. Giống thuyền của Trương Chi quá. Nhưng mà sao có vẻ thuyền lại trôi dạt thế kia. Cây này nè, cái cây này không biết tại sao mà nó mọc nhanh thật chứ, mới đó mà cao to ghê thiệt. Tao thấy nó muốn hướng về phòng tiểu thư á, nó che hết cửa sổ phòng tiểu thư, làm như không muốn cho ai nhìn vào á. Ê, chỗ này á là ngay cái chỗ mà xác của thằng thuyền chài nổi lên đó mày, ngộ thiệt chứ. Tao cũng không hiểu nữa, sao còn đứng đó. Không là làm dạ, đi. Phu nhân Dạ phu nhân, cái cây này gỗ to mà đẹp lắm, mình mà đem về làm một bộ ấm chén là đẹp lắm. Ủa, bộ nhà con biết chạm cắt gỗ sao? Dạ thưa phu nhân, nhà con là mộc nổi tiếng ở cái làng này, phu nhân quên rồi sao? Được, vậy thì đem về làm đi, nhớ làm cho đẹp đó nha. Dạ nhanh lên. Tiểu thư. Tiểu thư sắp lên xe hoa rồi, lại được làm phu nhân của Trạng Nguyên nữa. Cảm giác của tiểu thư bây giờ sao vậy? Nói cho em nghe được không? Thì tới lượt của ngươi thì ngươi cũng biết thôi, hỏi gì mà hỏi hoài. Tiểu thư làm em nôn quá. Tiếng sáo đó. À, của con của chị bếp á. Nó mới nhặt được cây sáo ngoài bờ sông nên cứ thổi suốt ngày vậy đó. Nhặt được sao? Dạ, chị bếp nói ngộ lắm. Con của chị không biết thổi sáo mà thổi vô cây sáo đó, tự nhiên ra nguyên bài nhạc luôn, y như là người ta in sẵn bài nhạc trong cây sáo vậy đó. Chẳng lẽ... Tiểu thư ơi, tiểu thư mệt hả? Em lấy trà cho tiểu thư nha.
Tiểu Thư ơi, em mời Tiểu Thư uống nước. Cảm ơn em. Mị nương, Mị nương, Mị nương ơi, Mị nương, Mị nương, Mị nương ơi, Mị nương, Mị nương. Mị nương, Mị nương ơi, Mị nương. Mị nương, Mị nương ơi, Mị nương. Mị nương, Mị nương ơi, Mị nương. Trương Chi chàng ơi. Vợ Út là người hiền lành, hiếu thảo, hết mực lo cho gia đình chồng. Vợ Út ơi, vợ Út ơi, có nhà không vợ Út? À, chị Biên, chị Biên, chị Biên, chị vô đây. Chị kiếm má em hả? Má em đang ngoài bãi đợi thuyền về. Chị biết không, trời bữa nay đẹp biển em, chắc là mấy ổng bắt cá khổng luôn á chị. Thôi, thôi đủ rồi, trời đất ơi. Nãy giờ tôi qua đây tôi nói đúng 4 chữ thôi. Vợ thằng Út ơi. Ha, tôi có nhắc chữ nào tới má không? Làm gì tí lia, tí lia. Dạ, em tâm hớt quá à. Em xin lỗi chị. Nghe chị kiếm em chi vậy? Chị kiếm em chi vậy? Làm gì cười? Có gì vui không cười? Vui mà, chị kiếm em vui mà. Chị cái gì vậy? Con mở cá đối nè, đem vô mần đây. Cá đối hả? Cá mùa này trứng dữ lắm á chị. Hôm bữa anh Út nhà em mà mang về một mớ trưa rồi rõ luôn á. Cá này đem nước với ớt là ngon lắm á chị. Ghiền lắm á chị. Cảm ơn chị nha. Ủa, hiền của thằng chồng mà về tới kìa hả? Ở đó mà lo nói chuyện miếp vậy. Dạ má. Vậy con đem cất mớ cá này vô rồi ra tiếp ảnh. Má ngồi vô má, má ngồi đi. Ngồi nha. Chị ngồi chơi nha. Ê trời ơi. Thêm Út nói nhiều vậy chắc má nhức đầu dữ lắm má hen. Con mới qua mà nghe thêm tía lia hồi cũng nhức đầu lắm, nhức đầu. Nhiều bữa vợ chồng nó nói chuyện tao nhức đầu lắm. Tao la tụi nó hoài đó chứ. Dạ đúng, phải la thôi. Tụi nó đó thấy vậy cái kéo ra ngoài nói chuyện tiếp. Không biết cái chuyện gì mà nó nói chuyện hoài vậy à. Mới cưới thì vậy đó má ơi. Má cứ đợi vài năm nữa coi. Đó giống như con với anh Biệt nè. Anh Biệt cũng dở hả? Cại miệng ảnh dữ lắm. Ảnh cũng chỉ nói một trong hai chữ thôi. Có hoặc không. À, vợ chồng thằng này á, coi bộ hạ cái tính nói nhiều. Thằng Út nó đi biển thì thôi. Mà hả nó về thì thôi vợ chồng nó nói chuyện miết kìa hả? Má coi giùm con nửa cơm nha. À. Cơm sôi rồi con bỏ lửa ra hết rồi đó. Còn mớ cá lát chồng con về con nướng luôn. Chị ngồi chơi nha má. Má con ngồi nó. Chị ngồi chơi nha. Tao biết rồi. Có chai rượu thuốc nè, nhớ dắt bên mình nha không? Nó lạnh hay đó, nhớ mai nó uống cho lại sức không? Biết rồi, nhắc hoài ha. Em mới nhắc cho anh nhớ, chúng tôi là anh quên lẫn luôn thì sao? Lần nào về cũng còn nguyên si hả? Thì nhắc bên mình nó vướng víu cho nên là phải để nghe kịch đi. Giờ sao? Em bực mình anh quá à. Cái này nè, anh phải mang bên mình. Lỡ mà bảo tôi bất thình lình xảy ra, có cái mà uống. Vợ lo cho chồng mà chồng biết cảm ơn. Rầy rầy vợ hoài à. Nè. Trời đất ơi. Thiếm Út ơi là Thiếm Út. Tới giờ phút này rồi mà Thiếm vẫn còn nói gỡ là sao? Phun nước miếng nói lại từ đầu đi. Trời đất ơi. Đi ra biển là mấy chục chiếc thuyền ha. Bao nhiêu con người chứ phải mình chú Út đâu. Thiếm nói như vậy rồi tất cả mọi người ảnh hưởng chung hả? Thiếm cũng là dân miền biển mà. Thế phải biết là không có được nói mấy cái chuyện xui xẻo vậy chứ. Tự nhiên cứ nói mấy chuyện xui xẻo thì hoài vậy, sao được. Dạ, để sửa cái tính mình đi. Vợ em chỉ dặn dò em vậy thôi à. Rồi em đi trước nha chị hai. Dạ, em đi nhớ đi. Nè nhớ là phải sửa cái tính đi liền nha. Dạ. Ăn nói xui xẻo vậy là không được đâu. Thôi đi. Còn cái đống đồ chưa đem lên thuyền kìa.
ở đây mà cứ tí lia tí lia tí lia. Quên mệt. Cho đi bà con, cho đi cho đi. Tôi chết lắm hay sao mà nói như vậy? Đâu phải, em lo cho mình lắm á. Mà hả, em để ở trong bụng đây nè. Bữa giờ em đâu có dám nói ra đâu. Bây giờ gặp được mình em yên tâm rồi, em mới nói ra đó. Tại vì bữa giờ em cứ tưởng là mọi người đi như vậy, rồi bão biển nữa, là mọi người sẽ không trở về. Em lo lắm. Thì lúc gặp bão á, là mọi người tưởng á, là không ai gặp đi về được rồi đó. Ủa, mà chú Út về chưa? Hả? Chú Út không có đi chung với mình hả? Trời ơi, chú Út đi thuyền riêng của chú Út mà. Lúc gặp bão á, thuyền ai nấy lo. Từ từ xong á, tấp vô bờ thì không thấy cái thuyền của chú Út đâu hết. Trời ơi, thì không lẽ chú Út bị... Anh Út, anh Út. Xin lỗi, anh Út ơi, anh Điền ơi, anh Út về chưa anh Điền? Hả? Anh Út. Có thấy anh Út đâu không vậy? Không. Anh ơi, có thấy anh Út đâu không? Hả? À, có thấy anh Út đâu không vậy? Không. Nhà em á. À, anh ơi, anh Út nhà em ở đâu anh thấy không? Hả? À, anh ơi, anh Út nhà em á. Anh Út nhà em đâu anh hả? Em lo cho nó quá là tiền, Út nó bị đâm vô, Út nó chết mất rồi. Thiếm có sao không? Thiếm ơi, Thiếm ơi, Thiếm.
chị. Em ngồi dậy ăn cháo đi đã. Hai ngày nay em đã không có gì trong bụng rồi. Anh Út về chưa chị? Chưa em à. Em đi tìm anh. Cả làng chài này đã cử những thanh niên trai tráng giỏi nhất đi tìm chú ấy rồi. Mọi người chưa về nên chưa biết ra sao thôi. Thím ăn uống cho lại sức đi. Cứ nằm khóc như vậy hoài có ích lợi gì đâu. Hả? Em muốn ngủ. Em cũng muốn ăn. Nói hết lời rồi, không nghe thì thôi. Kệ nó đi, cho nó nằm ngủ cho nó yên. Chứ nó mà thức á, nó khóc lóc hoài làm sao mà chịu nổi. Má khỏe chưa? Sao má không ở trỏng nằm nghỉ đi? Má ra đây làm gì? Ra ngoài cho nó khuây khỏa. Nằm ở trỏng riết má muốn đổ bệnh luôn vậy. Ủa gì? Dạ con chào chú. Chú Hai có tin gì không chú? Thì thằng Tám mới về, tụi nó đang đi tìm ở bên hướng Tây mà không thấy. Chắc phải đợi thuyền biển về coi sao. Mỗi lần có chuyến thuyền đi tìm thì tôi lại hy vọng, mong nó trôi dạt đâu đó có người đến cứu. Giờ thằng Út khỏe chưa chị? Chưa. Ngủ thì không sao, mà nó thức là nó khóc lòng khóc rã. Thiệt là khổ tâm hết sức vậy. Chị ráng khuyên cháu nó bình tâm. Mọi người cũng đang ra sức mà tìm kiếm thằng Út. Chắc nó mất tích luôn rồi. 3-4 ngày nay bạn bè đi biển đã về hết. Chỉ còn có mỗi thằng Út à. Út ơi, con trôi dạt đâu vậy Út? Miền, sao rồi con? Có chút tung tích gì không con? Nhìn mặt nó là biết liền rồi. Ở đó, mọi người ra sức chống chọi với lại sóng lớn. Tìm cách tạt thuyền vào đảo này qua. Nhưng mà lúc gần bờ, con thấy thuyền của chú Út. Bây giờ quay lại đó sục sạo khắp nơi mà không thấy gì hết. Hỏi thăm người ở đó thì cũng không ai thấy. Tụi con có tìm mấy chỗ hàng đá, có chuyện mất gạt ở trong đó. Lúc bảo tàng thì mọi người tìm khắp nơi luôn rồi. Bây giờ quay lại một lần nữa, tìm rất là kỹ, không ai thấy gì hết. Út, không lẽ con dân số như vậy sao? Thiếm nè. Thôi đi Thiếm à. Trai tráng trong làng á, dông thuyền ra biển á, tìm mà có ai thấy đâu. Thiếm chân yếu tay mềm á, làm sao mà đi tìm được. Phải rồi. Đi tìm chồng em. Má ơi, con đi tìm chồng con. Thank you.
Có tin dữ, có tin dữ, chú Đạo ơi. Chú Đạo ơi. Dạ. Chú Đạo ơi. Tụi bay có thấy tao đang thưởng lãm chim rừng không? Chim đâu? Nó bay mất tiêu rồi. Tại hai thằng bay là cấp báo, tao đang thưởng ngoạn mà nói mà báo là có tin quan trọng cái nên nó bay mất tiêu là mất. Dạ. Cái cuộc vui của ta. Có chuyện gì nói đại đi. Có tin dữ, tin dữ lắm. Dạ. Hả? Trong hai bộ dạng của tụi bay, tin dữ cũng phải là hả? Cướp biển tấn công đạo của chúng ta phải không? Nhanh lên đi. Dạ. Lấy binh khí. Dạ. Binh khí đâu? Binh khí đâu? Binh khí cất kho hết rồi. Trời đất ơi, giờ này binh khí cất trong kho thì làm sao chống chọi lại với bọn chúng được? Bây giờ làm sao? Nhưng mà đâu có cướp biển nào đâu. Vậy chứ bọn bay nói là tin dữ là tin gì? Dạ, có tin dữ. Tin dữ là có người chết đuối. Mày khùng. Mày làm tao mệt lắm nha, mày hiểu không? Mày nghĩ sao? Trên đảo của chúng ta một năm bao nhiêu người chết đuối đều trôi dạt đi trên đảo. Rồi chúng ta đã cần cứu từng người. Có gì đâu mà tin dữ. Dạ, cái tin dữ ở đây á là người chết đuối đó là một người thanh niên, chàng trai trẻ. Thanh niên, chàng trai trẻ? Dạ. Trời ơi. Mày khùng. Mày nghĩ sao vậy? Thì người ta chết đuối, người ta trôi dạt, nam hay là nữ hay trẻ hay già gì cũng là bị chết đuối. Có gì đâu mà gọi là tin dữ. Dạ, tin dữ là công chúa đã cứu người đó. Thấy chưa, con ta mà lúc nào cũng nhân hòa, lúc nào cũng hiền từ. Khi thấy người ta chết đuối một cái là sẽ đưa lên bờ cứu sống người ta. Ôi con của cha, một người con thật là tuyệt vời. Dạ, cái đó không phải dữ đâu, mà cái này mới dữ nữa nè. Cái vụ gì dữ? Là công chúa cứu chàng trai đó, ôm từ dưới nước đem lên rồi ôm vào lòng. Ờ. Để sưởi ấm cho người đó. Đó. Dạ. Trời, con của ta mà mình cứu người thì mình phải đem từ dưới nước mình đưa lên bờ, sau đó mình ôm người ta trong lòng, mình ru qua ru lại cho người ta ấm, rồi cuối cùng người ta mới hả? Trời ơi. Dạ. Không được. Chuyện này là sao? Đúng là tin dữ rồi. Tại sao con của ta cành vàng lá ngọc, một công chúa lừng lẫy như vậy mà ôm một cái người thanh niên vô lòng? Trời ơi, cái tin này mà lan truyền khắp đảo, mặt mũi ta còn đâu, danh giá của con gái ta còn đâu. Dạ, trời ơi, không thể được. Không thể được. Cho ta biết chuyện này, có ai biết được chuyện này không? Dạ, chỉ có hai con biết à. Có hai thằng bay biết thôi phải không? Dạ, đúng rồi. Mà chắc chắn là chỉ có hai thằng bay thôi phải không? Dạ, chắc. Muốn ngăn cản chuyện này, bảo vệ danh giá của con ta và bảo vệ danh dự của ta, chỉ có một cách thôi. Giết người diệt khẩu. Chính xác. Bịt đầu mối. Đúng rồi. Dạ. Bay đâu? Đem hai thằng này ra giết cho tao. Sao giết hai thằng con? Sao giết? Bởi vì cái chuyện này chỉ có hai thằng bay biết thôi. Nếu mà không giết hai thằng bay là cả hai cái thằng nhiều chuyện nhất cái đảo này. Hai thằng bay biết là cả cái đảo này biết thì mặt mũi ta còn ở đâu? Dạ, tụi con không nói cho ai biết đâu. Không đảo được. Đừng giết. Không được. Tụi bay chắc chắn tụi bay sẽ nói. Không ấy cắt lưỡi tụi bay. Dạ. Mà cũng không được. Cắt lưỡi tụi nó vẫn còn cái tay, nó giết được. Người ta cũng biết vậy. Không ấy chặt tay, chặt chân, cắt lưỡi. Dạ. Nhưng không được. Tụi bay vẫn còn có cách nói. Tao phải giết tụi bay. Mày đâu? Chú Đạo ơi, chú Đạo. Trước khi tụi con chết á, còn con cách này là chú Đạo, là bảo đảm là bịt đầu mối mà diệt cỏ tận gốc luôn á chú Đạo. Diệt cỏ tận gốc hả? Dạ. Nói. Dạ. Hãy nói cho tao biết cái chuyện đó là chuyện gì. Tại vì cái chuyện này không phải hai con biết không đâu. Hả? Trời ơi, thấy chưa? Chưa gì, ngoài hai thằng bay còn bao nhiêu người biết nữa? Dạ, còn dạ. Một thằng nữa biết. Hai thằng bay còn một thằng nữa biết nữa. Thằng đó là thằng nào? Nói ta sẽ giết thằng đó luôn. Dạ, thằng này nè. Tụi bay nghĩ sao? Tao tự đi giết tao, tao tự đi bôi nhọ của tao vậy hả? Phải giết hai thằng bay. Dạ chú Đạo ơi, con đã có cách rồi chú Đạo. Cách gì mày nói đại đi. Dạ, để xóa được vết nhơ của công chúa và giữ được uy danh của chú Đạo và công chúa thì con có một cách là hãy tán thành cho công chúa với chàng trai đó lấy nhau thì sẽ giữ được thanh danh của chú Đạo và công chúa. Không được, con ta là cành vàng lá ngọc, một công chúa rất là hiền hòa, cao sang, quyền quý như vậy, nghĩ sao gả cho một thằng chết đuối là dân chài, thì còn cái gì là công chúa mà cao sang quyền quý của con ta. Dạ chú Đạo ơi, nó nói đúng đó, người chết lúc nào cũng thật lòng với chú Đạo. Tại vì á, gả công chúa cho cái người đó đi thì công chúa sẽ không bị ô uế, người không bị tiếng xấu đồn xa. Chứ giờ mà chú Đạo không gả, dù có giết hai con á, mười mốt biết đâu có người nào nói nữa thì
công chúa sẽ bị ế, không ai lấy nữa đâu chú Đạo. Đừng nói nữa, ta đau lòng quá. Bây giờ ta phải làm sao? Làm sao đây? Mình phải có cách nào? Ta có cách. Muốn xóa vết nhơ của con ta, muốn bảo vệ danh dự của con ta, thì còn một cách duy nhất. Gã. Chờ một chút. Gã. Không gã. 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 Tôi mệt quá. Gã. Không gã. Không gã. 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 Không gã. Không gã. Không gã. Không gã. Gã. Không gã. Vậy là cuối cùng không gã nữa hả? Không được. Gã. Ta là Mục Đê. Ông là ông Mục hả? Phải. Mấy ngày nay ta thấy con lang thang đi tìm chồng, làm cho ta không khỏi động lòng. Nay ta đã có cách giúp con. Dạ. Ông ơi, ông giúp con tìm chồng con đi. Ơn này con cũng đáng hổ nhiều lắm. Được. Vậy con hãy xòe tay ra. Ngậm viên ngọc này vào miệng, con có thể bay ra biển cả mà tìm chồng. Nên nhớ, phải ngậm miệng thật chặt, đừng để ngọc rơi mà nguy hại đó. Dạ, xin như lộn vậy. Ông Tiên ơi, dạ, con cảm ơn nhiều lắm, con cảm ơn nhiều lắm. Sau trận bão dữ, chàng Út trôi dạt vào một hòn đảo xa và được công chúa cứu sống. Theo quy định của đảo, công chúa sẽ lấy chàng Út làm chồng, nhưng chàng vì thương nhớ vợ hiền nên chẳng thuận lòng. Công chúa đem thức ăn đến cho người nè. Cảm ơn công chúa nhiều.
Chàng đã bình phục hẳn chưa? Có còn đau chỗ nào nữa không? Đa tạ công chúa đã cứu mạng. Nay tôi cũng đã bình phục rồi. Mong công chúa cho tôi sớm trở về với quê nhà. Về đâu? Đây là nhà của chàng mà. Chàng trở về đâu nữa? Chàng á sẽ là người nối ngôi, cai quản hòn đảo này. Công chúa, chắc công chúa chọc tôi đúng không? Công chúa nói gì tôi không hiểu gì hết. Dạ thưa, chúa đảo truyền lệnh, khi nào người khỏe hẳn, chúa đảo sẽ làm lễ cho người được kết duyên cùng công chúa. Không, không được đâu. Tôi phải trở về đất liền. Tôi có vợ ở đất liền mà. Không được đâu công chúa ơi. Tại sao lại không được? Chàng có biết á, ta đã cứu chàng, ta đã ôm chàng vào lòng, ta phải làm vợ của chàng. Đó là luật lệ của hòn đảo này. Công chúa ơi, không được đâu công chúa. Tôi đã nói rồi, tôi đã có vợ ở quê nhà. Làm ơn đi, vợ tôi đang mong chờ tôi lắm, cho tôi trở về đi. Đây á là luật lệ của hòn đảo này. Nếu chàng dám chống lại thì chàng sẽ bị bêu đầu đó. Vậy thì mong công chúa cho tôi gặp chúa đảo, tôi sẽ năn nỉ ngài ấy. Tôi nói rồi, vợ tôi mong chờ tôi về từng ngày. Tôi mà không trở về chắc cô ấy chết mất. Ta mong rằng chàng sẽ suy nghĩ lại. Chàng đang ở một hòn đảo rất là xa đất liền. Nếu như chàng không làm chồng của ta đó thì chàng cũng không bao giờ trở lại đất liền được đâu. À! Công chúa, thiếp xin chàng hãy bình tâm. Thiếp mong rằng chàng sẽ suy nghĩ lại. Chàng ở đây, chàng sẽ được làm chúa đảo, sẽ được có vợ đẹp, sướng gấp trăm ngàn lần khi ở nhà. Thôi, thiếp sẽ lui bước để chàng nghỉ ngơi. Nhờ sự giúp đỡ của tiên ông, vợ Út đã đến được hòn đảo xa tìm gặp chồng. Vợ chồng sum họp vui mừng không xiết. Nàng Út nhanh chóng cứu chồng trở về đất liền. Vợ ơi, mở mắt ra được chưa? Ủa? Mình đang bay. Bay. Ủa? Bà sao vợ tới được đảo hay vậy? Vợ bay hả? Ồ, hay quá vậy. Sao vợ không nói gì với chồng vậy? Nói đại câu gì gọn gọn nghe dễ thương nè. Nói để cho anh biết sao em bay được. Nói cho biết đi. Lát nữa rồi bà nói cho anh nghe. Kỳ miệng kỳ á. Ủa, bộ giận anh chuyện công chúa hả? Không, đừng có nghĩ vậy nha. Anh với công chúa không có ý gì đâu. Trời ơi, giận cái gì mà giận? Người ta đã nói là không có nói được mà. Thôi. Vậy không nói chuyện với anh tức lắm. Bây giờ quay lại cái đảo đó đi. Về nhà mà hả, nghĩ sao hai vợ chồng nói chuyện nhau, giận nhau vậy hoài sao sống được. Thà anh quay về đã, anh cưới ông chú, không bao giờ anh về nghe. Bây giờ có nói không? Nói câu đi. Không nói thì thôi, quay về đảo. Mệt quá, quay về đảo. Trời ơi, ở đó là mở miệng không có được. Mở miệng ra là rớt xuống biển liền á. Ngày nay chúng ta thường thấy loài sam biển bao giờ cũng bơi theo từng cặp, con cái bám vào lưng con đực. Người ta cho rằng đó chính là hiện thân của đôi vợ chồng người đánh cá chung thủy ấy. Sống cũng như chết, họ chẳng muốn rời nhau nửa bước. Thiếp Út nói nhiều vậy chắc má nhức đầu dữ lắm má ha. Con mới qua mà nghe thấy tía lia hồi nhức đầu. Em bực mình anh quá à. Cái này nè anh phải mang bên mình, lỡ mà bão tới bất thình lình xảy ra có cá mà uống không nước miếng mới lại từ đầu đi. Rồi đất ơi, đi ra biển là mấy chục chiếc thuyền ha, bao nhiêu con người chứ phải mình chú Út đâu. Nó thím nói như vậy rồi tất cả mọi người ảnh hưởng chung hả? Anh ơi, anh Út nhà em.
Thiếp ơi, to gió lớn quá rồi, xuyên Út nó bị đập vô, Út nó chết mất rồi. Tụi con có tìm mấy chỗ hàng đá, có chừng nó gạt cái thẳng á. Chốt bảo tàng á, thì mọi người á, tìm khắp nơi luôn rồi. Bây giờ quay lại một lần nữa, tìm rất là kỹ, không ai thấy gì hết. Tìm chồng em, má ơi, con đi nhận chồng con. Chàng có biết á, ta đã cứu chàng, ta đã ôm chàng vào lòng. Ta phải làm vợ của chàng, đó là luật lệ của hòn đảo này. Công chúa ơi, không được đâu công chúa. Tôi đã nói rồi, tôi đã có vợ ở quê nhà,